Tết nhảy chứ mình mới làm màu khuôn màu đồ thái anh. Còn vậy nha. Thì chào anh em Basic 125 nha. Giới thiệu với anh em có Quỳnh làm cái nồi Thái. Xe này thì mình làm full nguyên bộ luôn nha. Đó. Có Quỳnh thì mình đi full lại chủ xe, tại vì cái xe này thì chạy rất là nhiều nha. Một ngày chạy rất là nhiều rồi. Thì sẽ cho anh em coi cái phần cái nồi cũ của chủ xe luôn. Đây là phần cái nồi cũ của chủ xe nha. Đó thì mình tháo ra thì mình thấy dây cura sắp đứt rồi nha. Nứt cái này nè. Đó, nứt rồi nha. Đó, phần bố thì bị là bố dán mòn chai rồi, không còn cái độ bám nữa, mòn chai nha. Đó. Phần nhôm nồi chủ xe thì bị là mòn lõm thế nè. Mà lõm thế nha. Đó. À, chuông thì bị sọc khuyết hết rồi. Chuông bị sọc khuyết nha ha. Đó. Chuông bị sọc khuyết hết này. Đó. Cặp trượt thì mòn hả miệng nha. Bao bộ cặp trượt thì không còn cái độ bám nữa. Đó. Sọc khuyết từng đường luôn. Đó. Bi thì mòn ngắn, cặp trượt mòn hả miệng nha. À, cái phần poly nồi sau thì nó bị rơ luôn. Rơ như cái đang rụng nha và bị xì nhớt tùm lum ha. Đó. Thì cấu hình cái nồi mới sẽ đi cho anh em có hình là nồi full nồi Thái luôn. À, đầy đủ cho anh em. Gồm có phần là nồi trước, nồi sau full Thái luôn nha. Đó, thì giới thiệu cho anh em để cho anh em nắm nè. À, cái nồi sau mình đi full là buri dinh Thái nè, mới chạm chạm mới chèn xe ben chủ xe nha. Đi full cho anh em là phần là bố dinh Thái, combo là ba bố dinh Thái nè, 1 2 3 full mới Thái nha, không có dán bố ha. Chuông nồi dinh Thái mới chạm chạm cho anh em ha, mới chèn xe ben mới đẹp cho anh em. À, cặp nhôm nồi dinh Thái nè, đó trắng đẹp một kinh nha. Đi full lại cho anh em là phần dây bando Nhật ha, dây bando Nhật chủ xe đó, dây bando Nhật nha và bi bando Nhật đó. Kẹp trượt ly kẹp trượt dinh Thái nè, ba trượt mới ha. Đó, anh em mà muốn bảo dưỡng cấu hình cái nồi Thái chiếc Basic thì ghé bên Độ Xe Việt Nam, mình bao làm cho anh em bộ nồi ưng ý, chạy mạnh, bốc bền và tiết kiệm xăng nha, không bị lì ha. Rồi chào anh em. Tết nhảy chiếc Basic mới làm màu khuôn bộ nồi Thái nha, bao nhẹ nhàng nha, trên ga có ga liền đó, rất giòn nha, không còn bị lì nồi như rồi. Xe này thì bị cái tình trạng là quá lì nồi luôn, nồi bỏ hết rồi nha, mình test nhẹ rồi mình giao xe nha anh em. Rồi làm cái gì ha, đó, trên ga có ga nha, quá giòn nha, quá nhẹ nhàng giữ xe luôn. Đó, anh em Basic mà chạy bị lì nồi rung đầu chạy không có chớn thì ghé bên Độ Xe Việt Nam mình nhận lên nha anh em ha. Đó, chiếc nhẹ ra nè, đó quá giòn, quá nhẹ nhàng nha. Đó, nồi vừa vừa rất ốc nha, lên ga nhõng liền nha, không còn sợ bị lì rồi bị rung đầu nha. Đồ Thái thì rất là bền, nhẹ xe bốc nha, không có bị tình trạng là mòn nồi nhanh như cái nồi dán ha. Đó, bây giờ là cái nồi nó em ru, nó không xào không giòn quá nặng, lên ga là đi ra không bị lì nha. Đó, chiếc nhẹ nha, quá đã, quá giòn nha. Đó, mình sẽ cũng hóa đơn phía bạn đại diện của chủ xe để chủ xe về ha. Đó, anh em có nhu cầu làm nồi ga thì mình thì đầy đủ dụng cụ dinh Thái cho anh em ha. Thấy rất nhẹ nha. Đó, thấy không? Để dốc lên ga để dùng nồi giòn ha. Đó, quá đã, quá ok nữa ha. Đó, nồi bây giờ là em rung mình sẽ cho anh em nghe phần nồi luôn. Đó, nồi rất là giòn nha, rất ok ha. Quá nhẹ nhàng nha. Đó. Cảm ơn anh em Basic rất nhiều nha. Đó, anh em có nhu cầu thì ghé bên Độ Xe Việt Nam. Dòng này thì sát nó hơi nặng nha, nặng nhưng mình vẫn làm được cho anh em là nồi này thì mạnh khóc ha, khóc nhẹ nhàng cho anh em. Đó. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.